Cả nhà đang gọi em nhá. Chip đang gọi cái thứ mấy rồi con? Lại rồi. Cái thứ mấy rồi chip ơi? Chip hồi, cái thứ mấy rồi con? Con không biết. Con cũng không biết. Chi đến cái thứ mấy? Con cũng không biết. Hiên cái thứ mấy rồi? Bố đến mẹ đâu có biết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cái rồi. Tiếp tục đi. Mẹ Hiên đâu có 14 cái đâu. Nhìn chị Chi gói kìa, chip kìa. Con biết rồi. Cho em à. Ép chặt đoạn đầu vào nhá. Xong hai bên cạnh. Đấy, ép chặt. Mẹ ơi, sao của chị Chi được cho vào kia? Ép chặt đó, con ép chặt xuống, đúng rồi. Không cuốn hai bên cạnh nữa. Cuốn hai bên cạnh thì nó đỡ bị tòi thức ăn ra.